mọi người, chỉ còn có 10.000 người đăng ký nữa là kênh sẽ đạt được cột mốc 100.000 người đăng ký. Ai chưa đăng ký hãy bỏ ra một giây ấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới để ủng hộ tới nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Một ngày kia, con người phát hiện ra một sinh vật sống ở dạng nguyên tử và gọi là logic. Chúng tạo nên cảm xúc, ký ức và cả những thứ phức tạp khác. Các vị thần vốn dĩ chỉ tồn tại ở thế giới khác nay nhờ có logic mà có thể hiện hữu ở thực tại. Và một cuộc chiến vì sự tồn vong của nhân loại sắp bắt đầu. Và ta gặp men của chúng ta. IOC cậu có một gia đình khá hạnh phúc với em gái và bố. Mẹ thì đã mất từ lúc hai anh em còn nhỏ. Đột nhiên có cảnh báo nhưng chỉ ở mức thấp, vậy mà cậu vẫn muốn chắc chắn nên nấp xuống bản. Ngoài đường lúc này đang có ba cô gái sử dụng siêu năng lực để chiến đấu với một con quái vật. Sau khi hạ gục được quái vật thì nó bắt đầu trở lại hình dạng nguyên gốc là do một người một chó hợp thể thành. IOC thì khi báo động qua đi cũng định về ngủ mà lại bị em gái rục đi mua quà sinh nhật cho bố cậu cố cải trang mà chẳng biết là vì lý do gì. Cả hai anh em đã nhìn thấy một cô gái là Ikari, tuy chỉ là nữ sinh bình thường nhưng cô lại được một chiếc xe limo đến đón mà chẳng biết lý do là gì. Ikari một lúc sau được đưa đến một tổ chức và được chọn để làm thành viên mới của đội siêu anh hùng. Năng lực sẽ được phát hiện ở tuổi dậy thì và khi đến tuổi trưởng thành thì nó sẽ mất. Cô gái đang đọc sách và cười khúc khích đây là thần giao ước của cục trưởng tên Nem Isis. Đột nhiên có thông báo thảm họa lại đến và cấp độ lần này là gấp đôi cái trước đó và sinh vật đó rớt thẳng xuống ngay trung tâm thương mại và cũng là nơi mà hai anh em IOC đang lựa quà sinh nhật. Người dân phải ngay lập tức bỏ chạy vì nếu chạm vào vùng bị quái ảnh hưởng sẽ mất mạng. Đang định chạy đi thì mên thấy một đứa trẻ bị ngã nên đứng lại để giúp. Cậu đã để đứa nhóc và em gái đi trước còn bản thân sẽ thu hút sự chú ý của nó. Cậu được một cô gái giúp đỡ. Trong khi đó thì những cô gái anh hùng sẽ làm thay công việc đánh lạc hướng. Tuy khá khó vì đây là lần đầu họ đấu với cấp cao nhưng đột nhiên con quái tự tách ra và phần thú thì cắm đầu bỏ chạy họ báo cáo về cho trụ sở và tạm thời đóng cánh cổng trên kia lại người dân di tản đều an toàn và bố đã phải đi tìm cô em gái nhưng cả hai đều không thấy IoC cậu lúc này thì đang tìm đến cô gái đã cứu giúp cậu và IoC biết cô không phải người của thế giới này cô cũng không phủ nhận và tự giới thiệu bản thân là Athena và cô đến đây để gặp IoC cô muốn trở thành thần giao ước và ban cho IoC sức mạnh nhằm đánh bại các ác thần cậu cho rằng bản thân không có sức mạnh nhưng athena đã đi tìm lại chiếc thẻ năng lực của ioc trước đây bố và em gái cũng chạy đến và athena cho biết tấm thẻ này chứa nhân cách đã bị mất trước đây của ioc cả hai đều không muốn cậu tham gia vì rất nguy hiểm nhưng ioc rất cần sức mạnh để bảo vệ gia đình nên cậu đã nhận lấy cô em gái một mực không cho vì cậu giờ đã là một thường dân chứ không còn là nhân vật chính nữa đột nhiên con quái ban nãy lại gây loạn nên ioc không còn cách nào khác ngoài cùng athena tham chiến cả hai đã đến xe và tiến vào thành phố. Athena cho biết là vào hai năm trước, IOC đã từng chiến đấu anh dũng và bấp chấp việc phải hy sinh cậu vẫn cố gắng cứu không sót một người. Điều đó đã làm cô cảm động nên cô mới tiếp tục tìm đến IOC để cùng cậu bảo vệ thế giới. Cả hai đã lập khế ước và thẳng tiến đến chiến trường, nơi ba cô gái kia vẫn đang chật vật vì quái bắn liên tục không ngừng. Ngay lúc khiên của họ vỡ vụn thì IOC bay đến và dựng khiên che chắn. Cậu cho biết nó đã tốn cả tấn năng lượng để xả đạn nên muốn họ phản công ngay khi hết đợt tấn công. Vừa dứt thì cậu đã đổi dạng khiên và bắn trả con quái một đòn và để nhóm nữ hùng tự lo phần còn lại. Tay ương qua đi thì họ mới nhận ra IoC là người khế ước với Athena. Họ đều không biết IoC là ai nhưng thấy cậu khá chất và có nghề trong chiến đấu. Cậu về nhà thì thấy ông quản gia và selimo đợi sẵn. Em gái không muốn cậu tiếp tục để rồi làm khùng điên như hai năm trước. Cậu hứa sẽ không để em gái phải lo lắng như trước và thề sẽ bảo vệ tất cả mọi người thì cô em mới để cậu đi và muốn cậu không được để thua ai. Cậu sau đó đã đến tổ chức và muốn để vụ giới thiệu cho ngày mai vì cả ngày qua cậu đã không ngủ. Lúc về phòng cậu giật mình khi có Athena ở chung nhưng đây là ý muốn của cục trưởng nên dáng chịu để liên kết bền hơn. Đêm đó, cậu mơ thấy việc bản thân ở cùng Athena nên giật mình tỉnh giấc. Nhưng cô cũng mơ thấy tương tự do cả hai đã chia sẻ năng lượng với nhau. Cả hai sau đó đã đến gặp mặt Zano. Người đứng đầu tổ chức và người này thấy hoài niệm khi Yoshi chẳng khác gì so với hai năm trước, nhưng vì cậu giờ đã là người mới nên hai hôm nữa sẽ có một buổi kiểm tra năng lực. Cậu gặp được một thanh niên khác là Ôn Gà và cũng là một người có năng lực, cậu ta cho biết ở buổi kiểm tra. Yoshi sẽ gặp họa và tỷ lệ là chắc chắn, Zano cho rằng cậu cứ mặc kệ Ôn Gà. Kiểm tra sau đó đã bắt đầu và ba cô gái kia cũng bị kéo vào chung để ôn tập. Yoshi thắc mắc sao Ôn Gà không ở đây thì chẳng ai muốn nhắc đến. Nemesis đã ra câu hỏi đầu tiên là thế giới mà các nữ thần và ác thần đến là nơi nào, bốn người đúng một người sai. Ikari cho ta biết rằng trước đây, ở thế giới của thần đã xảy ra cuộc chiến. Sau khi nó kết thúc thì họ kéo hết qua thế giới này để xâm chiếm, khu vực mà những con quái vật xuất hiện sẽ được gọi là vùng nghịch lý. Các chiến binh sẽ phải chiến đấu để lấy được thứ giúp quái vật di chuyển thông qua các cảnh cổng. Chỉ cần lấy được thì quái vật sẽ không thể trở về thế giới cũ. Buổi kiểm tra diễn ra đến tận chiều, Tổng kết lại thì IOC là cô gái tóc hoa kia cao nhất, tóc vàng điểm thấp nhất, tối đến, tóc vàng bị phạt nấu ăn nên cô làm cho cả nhóm món hamburger khổng lồ. Nhưng về phần sốt chấm thì IOC là người ví dụ cho sự khủng khiếp. IOC cứ nghĩ họa mà Ôn gà nhắc đến là cái này, nhưng đột nhiên em gái cậu gọi đến báo tin là ở nhà có chuyện, bố cả hai đưa một cô nào đó về nhà và làm mấy trò bựa bựa. Nói chung là cũng không quan trọng lắm, cô thần Venus đây muốn biết thêm về em gái cậu. Nhưng tóc hoa có vẻ khá khó chịu nên nhắc Venus nhớ là mỗi thần chỉ được khế ước với một người duy nhất trong đời. Iosi có thắc mắc về việc cô ta cục cằn thì Ikari nhắc cậu nhớ vụ giới thiệu hôm bữa mà cậu làm lơ nên Iosi đã nhanh chóng đến xin lỗi và muốn được giới thiệu lại. Người đầu tiên là tóc vàng Chloe và thần giao ước của cô Vakiji. Người thứ hai là Mana và thần giao ước Artemis và người cuối là Yuri với nữ thần Venus như đã biết. Iuri muốn biết thời gian hợp thể của cậu được bao lâu rồi thì bất ngờ khi cậu đã có đến hơn 2.000 giờ hợp thể dù chỉ mới 17 tuổi. Lý do được Athena cho biết là cậu có thể chất vượt trội nên chỉ cần 5 phút để hồi phục năng lượng và tiếp tục biến thân. Cậu có hỏi về ôn gà nhưng ai nấy đều che giấu nên cậu đành gọi đến cho mấy người đồng đội cũ trước đây nhưng họ cũng không biết ôn gà là ai. Cả nhóm chiến binh sau đó đã đi tập luyện trong thế giới ảo và đối thủ được đem ra mô phỏng là con quái lần trước. Mana thì kiếm góc để bắn tỉa cờ lâu y thì vác cặp song đao lao đến tấn công đánh liều khiến cờ lâu y bị quái đánh bật buộc ioshi phải chạy ra chặn đòn còn công việc của yuri là hồi phục ikari thì vẫn chưa có thần để khế ước nên chỉ đành ghi chép lại những thứ cần thiết cô biết có ba loại cơ chế khi kết hợp một là người với thần hai là người với quái còn ba là quá năng lượng ôn gà đến và giải thích rằng cơ chế này sẽ khiến người và thần đều cùng lúc sử dụng hết năng lượng và cái hại là sẽ khiến nhân cách bị phá hủy ioc là người đầu tiên từng thử nhưng may là vẫn sống sót cờ lâu y đang định dứt điểm thì ioc muốn cô nhường lại cho mana tập thử vì chỉ có cả hai là sát thương chủ lực nên ai cũng cần phải học cách kết liễu mục tiêu cô nhẹ nhàng nhảy lên đầu và bắn lủng sọ nó buổi tập kết thúc và những chỉ số đều chỉ tiêu hao một nửa so với trước đây vừa quay lại phòng chỉ huy thì ioc đã muốn biết lý do ôn gà không tập luyện và cậu ta đóng góp vai trò gì đột nhiên có cảnh báo quái vật nhưng là cấp thấp nhất nên chỉ mình ioc được cử đi Cậu không hiểu lý do tại sao Olga lại được đối xử khác so với mọi người nhưng Athena cho rằng cậu nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Con quái này ở nhà trẻ và đang nhập vào một đứa trẻ, tuy nhiên sức mạnh thì cũng chỉ ngang mức trẻ em 78 tuổi là cùng. Cậu muốn con quái giải trừ và vì yếu nên dọa cái là nó nghe. Lúc về lại căn cứ, Ioshi muốn biết Olga đang cố làm gì với con quái mà cả nhóm bắt được. Athena đành phải nói thật rằng Ôn Gà là một năng lực ra nhưng chưa hề có một giao ước với ai nên cậu ta bất chấp thử lên cả ác thần nhưng vẫn thất bại. Ôn Gà cho rằng ngày nào đó cậu ta sẽ kiếm được vị thần mạnh nhất. Zano sau đó đã gọi Iosi và Yuri đến vì anh ta muốn giao lại chức đội trưởng cho Iosi, vì lệnh là tuyệt đối nên Yuri đành chấp nhận mà ra về. Yuri khá buồn khi cô đã không còn là đội trưởng. Cô muốn trở thành một đội trưởng tuyệt vời như chị gái trước đây và giờ điều đó đã tan biến. Sáng hôm sau, Iuri cố tỏ ra xa cách nên Onga đã tiên đoán rằng khả năng Iuri từ bỏ ước mơ là 70%. Muốn biết chi tiết thì cậu phải đi hỏi cục trưởng. Và cậu đi hỏi thật, cục trưởng cho biết Iuri rất giống IOC ở việc rất tâm huyết với việc cứu người. Do cô trước đây có mong ước là trở thành bác sĩ, nhưng vì năng lực được phát hiện nên cô mới cố gắng cho nhiệm vụ và chưa bao giờ làm trái lệnh. Đột nhiên báo động vang lên và cho biết có hai con quái xuất hiện cùng một lúc và đều ở cấp trung. Cả nhóm đã được chia ra và tôi không hiểu sao bà cục trưởng này lại quyết định để hai nguồn sát thương chính đi một cặp và để một đỡ đòn và hồi phục sư đi một cặp. Lý do cũng ngay lập tức đưa ra là vì hai con quái này là dạng đánh nhanh rút gọn nên để hai sát thương đi chung nhằm khắc chế lại cái lối đánh đó. Chẳng thà ít nhất là phải xử được một con chứ không thể để cả hai cùng bỏ trốn. Ở bên tấn công, Chloe đã dùng bản thân làm mồi nhử và lao lên để Mana ẩn thân vòng ra phía sau và nhân lúc địch sơ hở thì kết liễu ngay lập tức trong lúc đó ở bên phòng thủ cục trưởng muốn yuri đổi qua thế tấn công và từ cây gậy phép nó đã biến thành chiếc roi cô biết sức mạnh này nguy hiểm ra sao nên đã trần trừ khiến cục trưởng càng hối thúc hơn ioc đã quyết định lên thay và khiến cho con quái bỏ trốn yuri bị trách phạt vì làm trái lệnh dù ioc đã bao che cậu tâm sự với athena về việc bản thân cũng không đồng tình với mệnh lệnh tiêu diệt hoàn toàn con quái vì một người coi trọng mạng sống như yuri thì chẳng thể làm nổi con quái đấy sau đó lại tiếp tục lộng hành cục trưởng đã phải đích thân ra trận cùng IOC. Nhưng chủ yếu đi theo cho chắc vì cục trưởng chỉ mới đánh chay đã gọi ra hàng tấn bom và khiến con quái thở không nổi. Nếu Athena không nói thì cậu còn nghĩ đấy là chiêu mạnh nhất. Con quỷ vẫn còn đứng được sau khi lãnh hàng đóng bom. Nhưng khu vực xung quanh thì không có châu bò như vậy buộc Yuri phải đến viện trợ cho việc cứu giúp dân thường. Nhưng con quái đột nhiên lao về phía Yuri để kiếm năng lượng hồi phục. Cô đã kịp chống đỡ nhưng cục trưởng muốn cô hãy dứt khoát làm theo lệnh venus cũng cố khuyên yuri rằng đôi khi bạo lực là cách tốt nhất để cứu giúp con người cô đã mặc lời can ngăn từ ioc và cứ thế siết chết con quái cục trưởng muốn ioc phải biết thế giới này rất tàn nhẫn nhưng cô không ép cậu phải chấp nhận vì mỗi người có một lối nghĩ khác nhau nhưng mục tiêu và số mệnh của họ đều là một sáng hôm sau yuri đã đến xin lỗi mọi người vì đã xa cách cô cũng làm hòa với ioc khi đã tìm được điểm chung đang ăn thì đột nhiên có một báo động về quái vật cấp cao nhất từng thấy nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, Athena cảm nhận được gì đó nên chạy đi và gặp được một ác thần là Lucifer. Hắn ta chỉ đang thử cảm giác kết hợp xem nó ra sao và vì bên kia đã không còn chỗ cho hắn nên mới tìm qua đây và Lucifer cho rằng nơi đây thực sự là thiên đường. Ngày hôm sau, y đã tự tiện ra hiện trường nơi xảy ra vụ nghịch đảo tối qua. Cục trưởng đã bao lần dặn cô là hạn chế ra hiện trường vì sẽ khiến đội điều tra khó chịu. y ra về và buộc phải ăn món bánh kẹp cá khô của Athena. Cả nhóm có suy nghĩ thử về ác thần có thể gây ra được nghịch đảo cao đến vậy thì Venus có suýt nhắc đến Lucifer nhưng Athena đã cản cô lại. Chloe sau đó lại chạy đến phòng máy và mượn tạm một máy và điều tra về vụ việc tối qua. Camera đã ghi hình lại cảnh cô gái bị ngất tại hiện trường nên Chloe đã dò ra mấy cái như địa chỉ và tìm đến. Nhóm ở căn cứ lúc này cũng mới dò ra được vị trí và đưa hình ảnh lên, vậy mà Chloe đã ở hiện trường và có vẻ là đang nổi loạn cô vừa nghe được thông tin rằng cô gái này đã thấy được vài đặc điểm của lucifer nên gặng hỏi nhưng đột nhiên báo động vang lên buộc cờ y phải rời đi vakiji cũng sẽ được đưa đến sơm nhưng giữa đường thì hai con nữa xuất hiện buộc cả nhóm phía chia nhỏ ra cờ y đã gặp lại vakiji và hợp thể sau đó đến xử lý con cấp thấp trước con quái phun ra mấy quả bóng và ở vị trí ioc cùng cả nhóm cũng đang gặp thứ tương tự cờ y nhanh chóng phá hết mấy quả bóng ở phía cô rồi nhanh chóng quay về hỗ trợ nhóm ioc Cậu trong lúc chiến đấu đã vô tình bị thương nhưng may mắn là quái đã được đánh chặn. Iuri trách cờ lâu y vì cô luôn làm trái chỉ thị và gián tiếp khiến Ioc bị thương. Cô cứng đầu cãi lại còn Zano đã dặn cục trưởng phải chăm sóc Ioc thật kỹ vì cậu là nguồn nhân lực quý giá nhất. Ioc vừa tỉnh dậy thì Iuri đã đến xin lỗi vì mấy hành động thiếu suy nghĩ của cờ lâu y. Cậu vẫn còn khá ê ẩm sau cuộc chiến nhưng đột nhiên thông báo quái vật lại vang lên và ước tính là có đến 70 con. Cục trưởng chưa cho ai hành động khi chưa hồi phục xong năng lượng. Thành ra chỉ có mỗi Yoshi đi được, cậu đến nơi và chạm chán với hàng chục quả bóng kia. Tuy yếu nhưng số lượng có thể bù lại cho chất lượng. Iuri và Chloe thì vẫn đang chờ năng lượng sạc lại nhưng vẫn cần hơn 20 phút nữa nên tài xế đã lên đường dần. Hai nữ thần sau đó muốn cả hai làm hòa, hoặc ít nhất là nói ra hết những thứ và cả hai bất mãn về nhau. Iuri không thích cái thái độ vô trách nhiệm của Chloe còn cô thì lại không thích cái cách Iuri để cuộc đời bị sắp đặt và phụ thuộc vào người khác. Cô không phải một cái máy chỉ biết nghe lệnh như Yuri. Yoshi lúc này đã sắp đuối thì may mắn là hai cô gái đến kíp. Ban đầu cả hai vẫn còn cãi cọ nên chẳng thể cùng nhau tác chiến. Cho đến khi Yoshi hết biến hình được buộc Yuri phải đến làm khiên thay. Cô sau đó đã để Clo y ngoài kia tự mình xử lý. Cô biến cây kiếm ra thật dài và xoay một vòng khiến toàn bộ quái nhỏ đi hết. Nhưng con to giờ mới lộ diện. Sức mạnh của nó ngày càng tăng nên Yuri đã nhanh chân trói nó lại lúc còn đang yếu và để Chloe lâu y dứt điểm. Tình hình đã được kiểm soát. Lúc trở về, ôn gà cho biết việc cả hai đánh bại được con quái lần này hoàn toàn là ăn may vì cậu ta tiên đoán được tỷ lệ chỉ có 8%. Nhưng tin vui là hai cô gái đã làm lành. Athena tự thấy bản thân hôm nay đã làm không được tốt nhưng chẳng ai trách móc cô nên Athena đã quyết định nói ra vụ việc của Lucifer cho mọi người nghe. Vài ngày sau, không hiểu lý do gì mà Artemis và Mana đều đã biến mất. Hai cô bạn không lo lắm và cho biết khi Mana còn nhỏ, cô đã bị lạc mất bố mẹ. Nhưng đúng hơn là bị bỏ rơi, dù được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng Mana chẳng thể hòa hợp với ai. Cô vẫn luôn tìm đến nơi bản thân bị bỏ rơi và để thư vào trong đó, hy vọng ngày nào đó họ sẽ trở lại. Cho nên thi thoảng vào ban đêm cô vẫn hay lẻn ra ngoài, cục trưởng có biết nhưng không để tâm. Cho đến nay vẫn chưa ai từng một lần thấy Mana mỉm cười. IOC đã gọi về nhà nhờ bố trợ giúp về cách khiến con gái vui và bố chỉ cách một là thử bằng đồ ăn. Thế nhưng cậu lại nghe bố quá mức và làm ra món không hợp tình cảnh nên phản tác dụng và còn bị Yuri hiểu nhầm là cậu có ác ý. Cậu sau đó đã chạy theo Mana để nói thẳng thay vì áp dụng mấy cách tào lao. Cậu xin lỗi vì chỉ muốn làm bạn, nhưng Mana không để bụng mà tiếp tục chạy. Cậu chia sẻ rằng bản thân khá vui khi lại có năng lực sau khi bạo phát vào hai năm trước. Mana muốn nghe thử cảm giác bị bạo phát. Cậu lúc đó hoàn toàn tuyệt vọng nên mới dùng đến cách đó và nó đã lấy đi nhân cách trước đây nhưng may là cảm xúc vẫn còn cho nên giờ cậu không nghĩ đến việc sẽ sử dụng lại thứ đó. Đột nhiên báo động lại vang lên và lần này là một con quái vật biết bay với cấp độ trên mức trung bình. Cả nhóm đã nhanh chóng lên đường và biến hình rồi tiến vào nơi con quái đang ẩn náu. Họ dự định đánh nhanh diệt gọn trước khi nó thức giấc và bay lên. Nhưng khi định tiếp cận thì Chloe và Yuri bị tóm và năng lượng bị hút đi khá nhanh buộc cục trưởng phải để cả hai rút lui. Còn mỗi Yoshi và Mana trong kia vì đến gần mới bị hút năng lượng nên hy vọng chỉ đặt vào xạ thủ Mana. IOC sẽ phải đảm nhiệm bảo kê cho mana xả đạn. Cô ẩn mình và tìm góc bắn nhưng hoàn toàn không thấm vào đâu. Con quái cho rằng cô đang gãi ngứa cho nó thì đúng hơn. Và với giác quan của bò sát, nó nhanh chóng phát hiện ra mana dù cô đang ẩn thân. Một đàn rắn lao đến và tóm được mana khiến IOC phải nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Cả nhóm dành phải tạm thời rút lui, mana được đưa về chữa trị còn con rắn thì vẫn nằm ở yên vị trí. Mana và Iosi đều muốn ở một mình nên Athena đã ra ngoài ngắm trời. Cô nhận thấy từ xa đèn điện đang dần tắt đi và chẳng mấy chốc cả căn cứ cũng vậy. Ảnh hưởng từ nghịch đảo đã lan đến trạm phát điện, cả thành phố bị rơi vào hỗn loạn khi không có đèn giao thông và bệnh viện thì gọi đến liên tục. Thời gian muộn nhất họ có là đến sáng mai. Zano cũng đã phải đích thân đến đây và đã có gọi trợ giúp từ khắp nơi. Ôn gà tiên đoán rằng nếu không thể đến gần con rắn thì cơ hội thắng gần như là bằng không. Mana thấy tình cảnh trong viện thì ngay lập tức cùng Artemis bỏ đến hiện trường. Cô đã xin phép cấp trên cho sử dụng bạo phát vì cô cũng chỉ muốn làm lại từ đầu. IOC không chấp nhận nên cũng đã chạy đi. Zano cho cục trưởng tự quyết và anh ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cô cho phép Mana sử dụng bạo phát mặc cho mọi người có can ngăn ra sao. Nhưng IOC đã cản cô lại vì cậu sẵn sàng làm lá chắn đi trước để Mana tiếp cận dần vào con rắn và hạ gục nó. Cậu biết cô buồn về quá khứ nhưng cậu muốn cô nhớ việc hiện tại cô đang có những người đồng đội thân thiết không muốn cô biến mất. Mana chịu thông não và đi theo kế hoạch của Yoshi. Cả hai đã tiến vào trong vùng nghịch đảo và Yoshi che chắn hoàn toàn và khi đủ tầm thì ném cô vào trong. Con rắn cố chống trả và quật Mana ra ngoài. Yoshi kịp đỡ và cùng cô làm lại lần nữa. Và lần này họ đã thành công đánh bại nó. Mana lại được đưa về viện và Cờ Y đã lần đầu thấy được nụ cười của Mana. Và giờ là đến cô gái cuối cùng của nhóm. Ikari. Cô vẫn chưa thể giúp ích được gì cho tiền tuyến nên cố gắng hết sức để giúp đỡ hậu phương. Cô chuẩn bị nước cho cờ lâu y chạy bộ về uống. Chăm sóc cả những nhân vật phụ mà có lẽ ta không cần nhớ đến. Vì giúp đỡ nhiệt tình nên cô được tặng một mớ đồ mang về. Ikari lấy mớ bánh kẹo vừa mang về ra và còn pha thêm đồ uống cho các nữ thần. Artemis có vẻ yêu đời hơn do Mana đã tích cực hơn so với hồi cả hai mới gặp. Artemis cho rằng Ikari khá là có tài năng trong việc hiểu được con tim của người khác cô và ôn gà sau đó được gọi đến phòng luyện tập để thử kết hợp với athena ikari thì không phù hợp ôn gà thì chưa cần chạm đã bị loại thẳng ikari có xin ít cách thức để kết hợp nhưng mỗi cặp đều có một kiểu khác nhau nên cục trưởng hy vọng ikari cũng sẽ sớm tìm ra cách thức riêng cô về khu ký túc để chuẩn bị đồ ăn và tự suy nghĩ cách thức là gì nhưng vẫn chẳng có tí ý tưởng nào trong đầu cùng lúc đó con rắn lần trước đột nhiên kêu lạnh nên thanh niên nhân vật phụ kia đã đưa đồ uống đến cho nó vì máy sưởi chưa được sửa khi đến nơi thì anh ta hết hồn khi con rắn nằm bất động nên đã chạy vào xem thử nhưng hóa ra đó là bẫy và cả khu ngay lập tức bị nghịch đảo con rắn tìm đến chỗ của ikari nhưng không hề làm hại cô à thực ra là chưa vì cô lấy đồ ăn cho nó nên nó muốn tìm hiểu chút nó biết ikari nấu ăn khá ngon và muốn biết cô có tôn sùng thân linh như nó hay không trong lúc đó cục trưởng và mọi người đã lên kế hoạch họ sẽ cho nổ sàn bên dưới chỗ con rắn Ba cô gái thì đang ở bệnh viện thăm Mana nên chỉ có Ioc sẽ đảm nhiệm việc cứu Ikari còn Oleg sẽ lẻn vào để đưa chỉ thị cho Ikari. Cậu tìm đến và nhanh chóng đưa chỉ thị là muốn cô câu giờ. Cô vẫn đang cố tìm câu trả lời để thỏa mãn con rắn. Cô chấp nhận sùng bái nó nhưng nó đã nhận ra ôn gà ở sau được một lúc nên quay ra tấn công. Đang định nuốt Ikari thì sàn nhà đã nổ và Ioc nhanh chóng đến đỡ lấy. Cục trưởng lại đích thân ra trận, cô sắp cho con rắn xuống lỗ thì Ikari quyết định đứng ra bảo vệ nó. Ngay lúc bom sắp nổ thì Yoshi đã ném khiên đến kịp, nhưng một tảng đá vẫn rơi xuống và con rắn đã bảo vệ lại cô. Nhận thấy Ikari là một người thú vị nên con rắn đã trở lại nguyên dạng và quyết định nhận cô là người khế ước. Cả hai sau đó đã thật sự có thể kết hợp và ba cô gái không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cục trưởng không chắc là họ có thể tin con rắn hay không nhưng Yoshi nhận thấy cả hai sẽ rất ăn ý nên cứ để như vậy cũng được. Cả hai bay lượn tự do trên trời và Ikari quyết định đặt cho con rắn cái tên là Quizzy. Vài ngày sau đó, IOC báo tin về nhà là ngày mai được nghỉ do có bộ phận khác đến thay ca. Cậu quyết định về thăm nhà và đưa cả Athena về theo. Đến hôm sau, vừa về thì cậu nghe tin ai nấy cũng mò đến đây do em gái cậu nói xạo rằng hôm nay là sinh nhật IOC. Cờ lâu y cũng đã thấy lạ nhưng cứ bỏ qua vì ai nấy cũng muốn đến chơi một hôm. Cậu thắc mắc là bố đâu thì hai anh em nghi ngờ là bố lại đi kiếm gái. Đúng như vậy khi bố có mang theo ai đó về, xuống dưới xem thì mới ngỡ ra là cục trưởng với nem Isis cả hai cũng bị bố lừa là sinh nhật IOC nên đến chung vui cả nhóm sau đó đã đi làm đồ ăn cờ Y được giao cho nhiệm vụ trang trí tối đến ai nầy cũng đều đã xong việc IOC cũng muốn bố làm gì đó phụ nhưng ông đang mua vui cho cục trưởng nên trốn việc lúc đồ ăn đã được dọn ra bố có hỏi là có ai ở đây đã có người yêu hay chưa Venus sung phong vì cô thích toàn bộ mọi người bố có đá đều qua ioc nhưng cậu nói bản thân không có thời gian yêu đương vì mỗi việc dẹp loạn cho thành phố đã quá mệt sau bữa ăn ai nấy đều lo công việc dọn dẹp cờ lâu y thì lại lủi vào phòng ioc để vẽ bậy cậu có tìm đến cục trưởng để hỏi athena đâu thì được cho biết là cô đã ra ngoài mua đồ athena đang trên đường về và suy nghĩ về lời ioc đã nói đột nhiên cô gặp lại lucifer và hắn thật sự chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tại đây vì hắn đã gây chiến ở thế giới cũ đủ rồi Lucifer nhận thấy Athena đã phải lòng EOC nhưng cô cho rằng khi cuộc chiến ở đây kết thúc cô sẽ lại về quê nhà và không còn can thiệp tới EOC nữa. Lucifer thì không thích như vậy mà muốn cô cứ sống ở đây nếu cô muốn. Con người với thần thành sống chung sẽ là một nơi tuyệt vời chẳng phải vậy sao. EOC tìm đến nên Lucifer cũng chào một câu rồi về. EOC trách Athena vì không gọi cho cậu sớm hơn khi gặp một kẻ nguy hiểm như vậy. Cô định gọi nhưng Lucifer chỉ muốn sống an nhàn. Có điều IOC không tin điều đó nên lúc ra về thì cả hai không dám đổi mặt với người còn lại, sau đó thì ai nấy cùng về nốt. Mana và Artemis sẽ quay lại lấy bức thư và từ bỏ việc tìm lại bố mẹ. Venus và cục trưởng thì rú nhau đi uống thêm. Ikari và Chloe thì ai về nhà nấy, mỗi Iuri, Onga và Nem ở lại. Iuri và Athena thì rủ nhau đi tắm. Nem thì rủ cô em gái đi xem phim kinh dị, hai cậu trai thì lên phòng tâm sự. IOC có đề cập đến vụ của Lucifer, cậu ta trách IOC khi để lung lay lòng tin với Athena. Cậu ta cho rằng không phải ác thần nào đến thế giới này cũng là có ý xấu, đừng chỉ vì sức mạnh của họ to lớn mà gán cho họ cho họ là nguy hiểm. Iuri và Athena cũng đang tâm sự trong kia và Athena cũng tự thấy có lỗi vì đã kéo tất cả vào rắc rối từ chính thế giới của cô. Nên cô dự định sẽ về lại thế giới cũ nếu cuộc chiến kết thúc. Iuri không muốn cô nói mấy chuyện cô đơn này nên tâm sự về mấy chuyện trước đây. Ôn gà đã chốt một câu cuối cho Iosif hiểu rằng không ai cấm người và thần không được sống chung khiến cậu nhận ra bản thân đã sai nên chạy đi xin lỗi. Nhưng Ôn gà nhận thấy giờ chưa được nên đi cản lại có điều là đã quá muộn khi hai cô gái vừa tắm ra thì lại đụng trúng Iosif. Iosif bị bắt quỳ xuống xin lỗi nhưng người cậu cần xin lỗi là Athena chứ không phải Yuri. Cậu đã đi xin lỗi Athena và xin cô vẫn giữ lòng tin ở cậu. Athena xúc động và đồng ý bỏ qua. Trong lúc đó, Nemesis và cục trưởng đã đi tìm một người tên là As. Người này từng là cấp trên của cục trưởng nhưng nhờ có vẻ như đã mất trí nhớ. Một thời gian sau, As bị đưa đến một cơ sở ở Nam Cực và nơi này đột nhiên bị nhiều loại quái vật hệ băng tấn công. Nhóm EOC lúc này đang lo mấy chuyện linh tình thì Zano cho gọi cậu đến văn phòng. Ở đó thì cậu nhận được đơn từ chức của cục trưởng hay đúng hơn giờ là Veronica. Zano đã kể cậu biết mọi chuyện trước đây, rằng As đã từng là cấp trên của Veronica nhưng lại bị một con quái vật chiếm giữ nên mất ý thức để rồi bị nhiễm bệnh. Trụ sở đã che giấu và điều trị As bên dưới bệnh viện và giờ thì đã đưa đến phòng thí nghiệm để xem xét. Đột nhiên con quái vật từng chiếm giữ As đã phá xích thoát ra và tấn công lại cơ sở thí nghiệm đó, cho nên chuyện của Veronica được giao lại cho EOC xử lý. Lúc lên đường, Ikari và Athena có thắc mắc vì EOC trông có vẻ giàu dĩ. Ai cũng đoán ra là cậu lo cho Veronica, cô lúc này đang cùng nem isis tiến đến cơ sở nghiên cứu để chiến đấu với quái vật cô đến căn cứ của quân lính gần đó và xem qua camera thì as vẫn còn nằm trên sân đáp còn con quái đang leo lên dần dần và không ngần ngại đập hết mọi thứ cản đường máy bay của bên ioc cũng hết bay được nên ikari đã phải vừa bay vừa mang theo kén thoát hiểm chứa ioc và athena bên trong vì là sinh vật máu lạnh nên qji nhanh chóng buồn ngủ trước thời tiết này ikari cố tìm cách giữ nó tỉnh táo nhưng bản năng quá mạnh khiến cả đám đều rơi ba cô gái lúc này thấy ioc khá nguy nhưng chẳng thể đi vì cần người ở lại bảo vệ thành phố veronica thì đã chạm mặt con quái và giữ nó yên tại vị trí này nhóm ioc cũng tìm đến căn cứ kia nên đã để Quizzy và ikari ở lại còn cả hai đuổi theo veronica mấy tên lính ở đây không có cả hai cơ hội đó nên lái đờ zone tấn công athena vì giúp ioc mà bị rơi vào bên trong nên cả hai đã hợp thể để tránh thương tổn cả hai mò mẫm một lúc thì có một lối vào bí mật ở đây cả hai biết được việc As năm xưa đã làm là bạo phát với con quái này nên mới khiến anh ta bị mất lý trí còn con quái thì điên cuồng như vậy. Quy -di thì đã tỉnh và được nhối cho cả tấn thức ăn, cả hai nhanh chóng chạy đi giúp đỡ Iosi. Cả hai cũng rơi xuống dưới và nhanh chóng kéo Iosi cùng Athena bay lên trên. Cậu giao cho Iakuri đi tìm tấm thẻ năng lực của As còn cậu sẽ đi ngăn Veronica cô lúc này bị dồn đến đường cùng nên đã dồn hết chiều thức nhưng IoC đã đứng ra chắn vì chính as là người đã khiến con quái phát điên khi cô hợp nhất với nó cậu đưa cho cô xem đoạn băng và cả tháp cũng đã bắt đầu sụp đổ con quái đã gục veronica muốn dứt điểm nhưng khi nhìn vào mắt nó cô đã nhận ra chính nó mới là nạn nhân nên đã dừng tay ikari cũng đã tìm được một cái thẻ về và trả lại một phần ký ức cho con quái tên đã cố gài bẫy IoC thì bị bắt vì vi phạm luật bảo vệ sinh vật của thế giới khác Cả nhóm sau đó đã lên đường trở về, Jaon cũng muốn Veronica trở lại chiếc ghế cục trưởng, nhưng cô cho rằng bản thân không đủ tư cách vì đã suýt giết một sinh vật vô tội, nhưng ai nấy đều tự thú một cái tội mà bản thân đã giấu để san sẻ trách nhiệm với Veronica, Jaon sau đó cũng trở về còn Veronica thì tiếp tục với công việc. Cục trưởng định cảm ơn IOC thì ai nấy bắt đầu tự nhận hình phạt nên cục trưởng cũng nói rõ hình phạt của từng người. Cả nhóm vài ngày sau đã tiếp tục tập luyện, ai nấy đều đã hợp tác ăn ý hơn. Ikari sẽ lo phần chim mồi, Mana và Yuri sẽ lùa quái đến đúng vị trí và việc kết liễu sẽ do Iosi và y Ôn gà vẫn chưa thể giúp gì nên cố tập phần thể lực để bù. Thấy ai nấy đều vui vẻ với việc tập trận giả khiến ôn gà càng thêm chạnh lòng, Iosi đã có ý đến tìm cậu ta để chúc cậu ta sớm tìm được khế ước. Ôn gà nghe vậy thì càng chạnh hơn nhưng vẫn không cố thể hiện ra mặt. Cậu ta đến nhà giam thì có gặp một cô tiếp tân mới là Mỹ Ký. Cậu ta vào đây là để xin mấy con quái ở đây giúp cậu lập khế ước và thay đổi thế giới, nhưng chỉ có một con đáp lại, con này là Enlil và là một con quái được đích thân cục trưởng bắt về. Nó muốn được ra ngoài một ngày và đổi lại là khế ước cho ôn gà. Cậu ta không bị lừa nên nó đã tiết lộ việc bản thân mạnh cũng ngang ngửa Lucifer, vừa nhắc thần chết thì thần chết đến. Lucifer đã đi thẳng vào nhà giam, cục trưởng và Zano vẫn chưa hay biết gì. Đột nhiên bảo vệ gọi đến cho biết là có kẻ tự xưng là Lucifer đến tìm và muốn gặp người có quyền hành cao nhất. Chế độ khẩn cấp được kích hoạt nhưng Lucifer cho biết hắn đến với thiện trí và muốn gia nhập vào đây và lập khế ước với ai đó. Ôn gà nhận luôn nhưng Zano từ chối vì muốn tìm hiểu Lucifer nhiều hơn. Hắn cũng không làm khó mà chỉ để mắt tới ôn gà và ra về. Ôn gà đến tìm Zano để chất vấn nhưng anh ta không hề phản đối. Chỉ là thời gian này anh muốn cậu ta cứ đề phòng Lucifer trước. Vẫn còn cay cú nên Ôn Gà chạy vào phòng mô phỏng để tập chiến đấu. Dù là đánh với con cấp thấp mà cậu ta vẫn đánh không lại, Mỹ Ký đã tự ý xem ngang và tất cậu ta một phát cho tỉnh ngộ. Cô muốn nghe chuyện thì được biết là từ Lucifer. Cậu muốn kiếm thêm thông tin về Lucifer nên tốt nhất là hỏi ai đó biết Lucifer từ trước và En Lưu là kẻ mà Ôn Gà tìm đến. Nó từ chối trả lời vì nó chẳng nhận được gì, cậu hứa sẽ cho nó ra ngoài một ngày và cảnh báo ngay lập tức phát lên. En Lưu đã nhập vào Ôn Gà rồi bỏ trốn. Cả nhóm cũng vừa lúc đó nghe chuyện và thực sự nghi ngờ ôn gà chính là người thả quái vì gần đây cậu ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cả nhóm sau đó đã tìm được Enlil. Cả nhóm sắp xếp đội hình như lúc tập, nhưng Enlil chỉ muốn trả thù cục trưởng nên điên cuồng tấn công để ép cục trưởng phải ra mặt. Nhưng vì đã học thuộc bài nên cả nhóm đã chia người và thực hiện y đúc lúc tập trận. Cả nhóm thành công đánh bại Enlil và giải thoát cho ôn gà. Cậu ta tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã không còn dùng được năng lực của logic nữa. Trên cơ thể cũng xuất hiện dấu vết của nghịch đảo. Cả nhóm lúc này đang cố bảo vệ cho ôn gà và cho rằng không có bằng chứng cho thấy chính ôn gà đã làm việc đó. Với cả ôn gà tạm thời sẽ không ở trong đội nào vì tỷ năng lực sử dụng của cậu ta đã bị khóa và họ buộc phải tìm được thẻ năng lực về. Tiếc nay khi thứ đó đã bị Lucifer lấy mất, cả nhóm không biết nên vẫn cố đi tìm giúp ôn gà. Họ đều thông cảm cho tình cảnh của ôn gà vì cậu ta đã quá bí bách. Ôn gà khi tỉnh lại thì một lần nữa được Mỹ ký ở cạnh chăm sóc. Cô vẫn tin tưởng ôn gà rằng cậu không phải là người đã thả En ra. Cậu cho biết bản thân đã đắn đo một lúc thì đột nhiên cửa tự mở và cậu đã chẳng thể làm gì. Mỹ Ký muốn báo cáo lại chuyện này vì họ đã có dự định đuổi ôn gà. Có điều cậu vẫn cho rằng bản thân đáng bị như vậy. Vậy nhưng tất cả chỉ là kịch khi Mỹ Ký là tay sai của Lucifer và ngay lúc ôn gà đang bất ổn tâm lý thì Lucifer tiến vào. Hắn trả lại thẻ năng lượng cho ôn gà và dẫn dụ cậu về phe. Sáng hôm sau, ai nấy đều nghe tin ôn gà đã mất tích. Tệ hơn là cậu ta còn mang máy hỗ trợ năng lực. Quý di bật cười vì nó là người duy nhất biết được gì đó trong vụ này lucifer thì đã dẫn ôn gà đến một nhà thờ nơi nhưng con chiên của chính hắn đang cầu nguyện để được hắn hợp thể ôn gà muốn biết lý do hắn giữ thẻ của cậu lucifer thấy thương cảm cho ôn gà vì cậu giống hắn trước đây hắn cũng từng bại trận trước cuộc chiến của các vị thần và bị trục xuất để bị gắn cái danh kẻ ác thì sẽ khó có thể thoát ra cuộc sống sẽ bị đối xử bất công và không ai công nhận sự tồn tại dù có là thiên tài thì cũng bị đối xử không khác gì hắn cho cậu thấy những con người dưới kia đang khao khát như thế nào vì hắn và hắn sẽ ban cho họ năng lượng tốt nhất ikari thì đã bay trên trời để tìm như chỉ dẫn của qji và phát hiện được nơi trú ẩn của lucifer cũng như việc ôn gà đang thực sự ở cùng hắn nhưng có DEU e. rằng người ở tổ chức phát hiện ra người đã mở lồng chính là mỹ ký họ đều không biết mục đích thật của lucifer là gì muốn tìm cách lén đưa ôn gà về họ muốn biết lý do qji tìm ra được vị trí của lucifer thì nó thú nhận rằng trước đây nó đã từng làm một ván cược với Lucifer và thua nên khi bị Lucifer đẩy qua đây bằng cánh cổng thì hắn cũng đã lừa nhiều quái vật sang đây chung, y đặt nó lên bếp để ép nó khai thêm nhưng đấy là toàn bộ thứ nó biết. Lucifer lúc này đã chia sẻ mong muốn tạo ra thế giới cho người và thần cùng chung sống, hắn thành công chiếm được sự tin tưởng từ Ôn gà. Hắn sau đó đã giới thiệu Ôn gà với mọi người và tuyên bố sẽ kết hợp với cậu ta. Cậu ta cũng chẳng còn đường lui, những người dưới kia lại đều vui mừng vì sự có mặt của Ôn gà. Họ cho rằng cậu sẽ là thủ lĩnh từ thiên đường. Cả hai sau đó đã chính thực hợp thể, nhóm nữ thần đều cảm thấy sự bất an đều rồi ngỡ ngàng khi nghe tin Lucifer đã hợp nhất với ôn gà. Tổ chức buộc phải phái người đi tóm Lucifer nhưng EOC đã xin được ra nói chuyện nhằm cố đưa ôn gà trở về. Athena cũng phải đi theo nhưng cô chỉ được nấp gàn đó và chỉ can thiệp nếu quá tầm kiểm soát, lúc đến nơi. Ôn gà chẳng thèm đàm phán mà tấn công thẳng nên Athena đã phải chạy ra và muốn biến hình trước. Cả hai cố chống đỡ lại đòn tấn công và vẫn cố thông não cho ôn gà. Ôn gà chẳng thèm nghe mà cứ thế tấn công, từ yếu cho đến mạnh đòn nào cậu ta cũng dùng, họ còn phát hiện nhưng con chiên của Lucifer đều đang đặt lòng tin ở hắn để cấp thêm năng lượng cho hắn. Cả hai đã trò chuyện về lý tưởng của bản thân và Ôn gà quyết định tin theo Lucifer rằng hắn sẽ tạo ra một thế giới nơi con chiên có thể được sống hạnh phúc. Iosiko nhắc cậu ta rằng cậu ta đã bị Lucifer tẩy não, cậu ta không thèm nghe mà còn đánh gục cả IOC, ba cô gái và cục trưởng sau đó cũng đến trợ giúp nhưng ôn gà đã tung ra đòn mạnh hơn và cả đám đều ăn một đống hành. Tất cả phải nấp sau IOC nhưng cậu dùng khiến chặn hết và khiến chiếc khiên vỡ vụn. Ôn gà vẫn không có ý định đừng và khiến cả nhóm bị đánh gục. Hắn sau đó đã vào nhà giam để thả nốt đám quái. Zano đến cản cũng bị dính đòn. Lúc về nhà thờ ôn gà và Lucifer đã chọn ra những người tình nguyện để làm vật hợp thể với quái. Vùng nghịch đảo của Lucifer nhanh chóng được tạo ra và quái vật thì cũng xuất hiện đồng loạt. Tổ chức không thể gọi được về trụ sở chính do vùng nghịch đảo đã chặn hết sóng truyền tin, người dân nhanh chóng phải được di tản còn Zano nói anh ta sẽ tiếp quản từ đây. Các chi nhánh khác cũng đang bận bịu nên xem ra là họ phải tự lực cánh sinh. Những người có thể chiến đấu đã được cho ra trận và nhiệm vụ của họ là phải đóng hết những cánh cửa không gian ở trên thành phố. IOC đã tìm đến Onga. Veronica muốn cậu hãy cố câu giờ để cô giải quyết nốt ân oán với Enlil. Ikari thì đi tóm con quái cấp thấp kia. Mana thì đối phó với con chó địa ngục lúc đầu. Chloe thì chạm chán với con quái hề lần trước còn Yuri thì chật vật nhất khi phải chiến đấu với con quái bắn tên lửa kia. Ở tổ chức thì vài người tỏ ra bất an khi tách từng người ra chiến đấu trong khi trước đây họ phải hợp lực thì mới diệt được từng con trong số đó. Nhưng chỉ huy muốn tất cả hãy tin tưởng vào những chiến binh và họ đã chứng minh được thành quả tập luyện khi lần lượt tung ra chiêu mạnh nhất. Veronica thì dụ được Enlil vào bẫy bom, Mana thì chạy ra được đủ tầm và thực hiện cú bắn xuyên táo. Cờ lâu y thì thoát được khỏi dây chói của con hề và một chiêu chảm chết nó một lần nữa. Iuri cũng chuyển sang roi và tung nốt đòn dứt điểm. Ikari thì chỉ nhẹ nhàng đọc chiêu và phần còn lại thì quy tự lo hết. Giờ chỉ còn mỗi kẻ mạnh nhất là Lucifer. Chỉ mỗi Veronica đến trợ giúp được cho cho IOC vì mấy người kia đều đã cạn năng lượng. IOC đã dùng đến năng lực mới là khiên hấp thụ. Nó cho phép cậu hấp thụ mọi đòn tấn công nhưng cái giá là năng lượng tiêu tốn rất nhiều cậu đứng ra chặn đòn còn Veronica thì lo việc tấn công, nhưng cây trượng bên kia cũng có trò hút đón tấn công khiến Veronica hơi bó tay. Nhưng IOC nhận thấy ôn gà không thể cả tán công và phòng thủ cùng lúc nên cậu định dụ ôn gà tấn công và để cô đáp trả trong lúc đó. Cậu đổi lại khiên và lao lên, ngay lúc ôn gà tấn công thì Veronica đã tung đòn. Nhưng cậu ta đã có tính toán khi gọi ra thêm một gậy nữa. Và thế là giờ có thể công thu toàn diện, ôn gà tung một lúc hai đòn tấn công. IOC đã cạn năng lượng và bị ép trở về dạng người nên Veronica đã lấy thân mình che chắn cho cậu và Athena rồi bất tỉnh ôn gà đã rời đi và để cho IOC có thời gian suy nghĩ và đến tái đấu cậu trở về căn cứ và cùng Athena đến gặp bố và em gái cậu vẫn quyết định giữ lời hứa với em gái và Athena đã có một quyết định muốn IOC thông qua cả hai đã tìm đến Zano để xin được cho phép và sau đó tự mình quay lại chiến trường đúng vậy cả hai đã chọn sử dụng bạo phát như là biện pháp cuối cùng các cô gái lúc này mới nghe được và vẫn chưa hiểu chuyện gì thì IOC đã đến nơi và xin phép để được kích hoạt. Zano cho phép vì đây là con đường mà cả hai đã chọn. IOC thay đổi bộ giáp và giờ còn có thêm thanh kiếm đi kèm. Lucifer thấy cả hai đã dùng đến nước này thì cũng muốn xem thử, và nó mạnh thật khi chỉ chọt một cái đã khiến Ôn gà bay xa cả trăm mét, nhưng không chỉ cả hai mới có thể dùng bạo phát vì Ôn gà và Lucifer cũng đã quyết định chơi tới với cả hai khi kích hoạt nốt vùng nghịch đảo càng bị kéo ra rộng hơn và lan đến cả căn cứ khiến mọi người bên trong đều bị ảnh. Hưởng, Venus muốn tất cả ra khỏi căn cứ nhưng ai cũng muốn ở lại theo dõi kết quả trận chiến sẽ ra sao. Ioc cũng nhờ Athena bảo vệ mọi người và rồi tự mở rộng vùng nghịch đảo của chính cậu ra. Nó vô hiệu được vùng của Lucifer và giúp mọi người tạm thời được an toàn. Hai bên đã hỏi nhau về nơi được gọi là thiên đường phải ra sao. Đối với Lucifer và Olga thì đó là nơi có thể sống bình đẳng và không có ai là hơn ai. Nhưng với Athena và IOC thì đó là nơi mà người ta có thể vui vẻ sống cạnh những người họ yêu quý. Cả hai lao vào cho đỡ lằng nhằng và dạo đầu chỉ là màn đọ kiếm thuật, nhưng khi IOC vừa đôn được ôn gà thì cậu ta lại tạo ra một hố đen và nhốt IOC lại bên trong. Hố đen phát nổ và sau đó chỉ còn thấy IOC nằm gục, các cô gái không muốn ngồi yên nên đã chạy đi làm gì đó. Zano cũng chẳng thể cản vì thua trận này là tương lai cũng đi luôn. IOC vẫn tiếp tục đứng dậy thì ôn gà gọi đến một mớ thiên thạch các cô gái sau đó cũng chạy đến chắn trước mặt iosi ôn gà không muốn hại họ vì đây là cuộc chiến giữa cậu ta là iosi nhưng lucifer bảo éo và chiếm quyền điều khiển veronica lại đứng ra hứng đạn nhưng ôn gà đã giành lại và không cho lucifer giành lấy lần nữa hắn giờ mới lộ ra mặt thật là muốn thống trị thế giới chứ không phải biến nó thành thiên đường hắn mặc kệ cái gọi là san sẻ năng lượng vì thứ hắn cho đi thì có thể lấy lại ôn gà đã vứt đi cây gậy và lao vào đánh tay đôi với iosi việc giảm độ tin tưởng giữa ôn gà và lucifer khiến cậu ta càng yếu đi và trả lợi thế về cho ioshi nhưng cậu muốn cứu tất cả kể cả ôn gà vì lý tưởng tham lam của mình ôn gà là người đầu tiên đến giới hạn và bị tách ra ioshi sau đó cũng dần kiệt sức và đến giới hạn những tấm thẻ năng lượng của cậu một lần nữa bay đi và các cô gái dù cố làm gì vẫn chẳng thể níu giữ được một tuần sau athena đã tỉnh lại cả nhóm đã đi thu thập hết phần lớn thẻ nhưng vẫn còn thiếu duy nhất một cái cuối ôn gà chính là người cho họ ý tưởng đó và cậu ta giờ phải mang theo ba quả bom mà veronica cài vào nếu có ý định tạo phản là banh xác ngay lucifer thì đã bị nhốt nhưng khi ôn gà đến trò chuyện thì cậu muốn hắn cũng thay đổi nhưng là con quỷ của sự kiêu ngạo thì lucifer sẽ chẳng nghe theo bất kỳ ai ôn gà đã giữ lại một thẻ sức mạnh của lucifer để nhắc nhở bản thân không được để bị cám dỗ một lần nào nữa sau đó thì lucifer cũng hoàn toàn biến mất Athena thì đã gặp lại IOC nhưng thẻ duy nhất bị thiếu lại chứa ký ức của IOC nên giờ cậu chẳng nhớ Athena là ai. Athena thì bị mất đi cảm xúc của cô dành cho IOC, nhưng cô trước đó đã hứa với IOC là sẽ lại đi tìm giúp cậu để có thể yêu cầu cậu một việc như trong lời hứa. Trận chiến giữa hai thế giới cũng đã đến hồi kết, ai cũng nghĩ là những nữ thần sẽ trở về nhưng họ đều chọn ở lại đây vì nơi này rất có ý nghĩa với họ. Cả nhóm sau đó đã đi ngao du khắp nơi để tìm lại thẻ trí nhớ cho IOC cậu thì được đưa vào để đào tạo lại từ đầu nhưng cứ hở ra là lại bỏ trốn khiến ôn gà rất đau đầu athena nghe tin thì đã về lại ngọn đồi ngày trước và tìm thấy ios cậu cũng muốn đi tìm thẻ giúp mọi người và cậu đã tìm thấy cái của athena cảm xúc quay trở lại với cô và cô hứa sẽ giúp ios tìm ra cái của cậu sớm thôi và phim đến đây cũng là kết thúc